Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhiều nơi trên cả nước tiếp diễn mưa dông trong đêm nay và ngày mai. Còn ở Nam Bộ, ngoài mưa, còn cảnh báo chiều cường lên cao sẽ gây ngập nhiều khu vực. Từ ngày mai, chiều cường sẽ dâng cao và đến cuối tuần sẽ lên cao nhất của đợt này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ, mức chiều sẽ đều vượt báo động 3, khoảng từ 10 đến 35cm. Mức chiều cao này sẽ gây ngập nhiều vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch. Chưa kể trời lại có mưa dông thì tình trạng ngập sẽ ngày càng gia tăng. Ngay chiều nay, nhiều tỉnh thành của khu vực Nam Bộ đã có mưa dông mạnh. Tại Cần Thơ, mưa và chiều cường đã gây ngập cục bộ. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn cho đến cuối tuần bởi rãnh áp thấp xích đạo vẫn hoạt động mạnh và vắt qua Cà Mau, gây mưa dông cho khu vực Nam Bộ. Dự báo là mưa sẽ xảy ra trên diện rộng, có điểm mưa to trên 80mm trong khoảng 1 đến 2 tiếng. Bên cạnh ngập úng thì lưu ý trong cơn dông dễ đi kèm theo lốc, sét và gió giật. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên khả năng cũng sẽ có mưa dông trong chiều và tối mai. Có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng với ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét ở khu vực vùng núi. Trở ra Bắc Bộ, đêm nay vùng núi Lai Châu, Lào Cai sang đến Hà Giang, Tuyên Quang vẫn sẽ có mưa do vùng hội tụ gió. Có điểm mưa to trên 50mm, đề phòng nguy cơ về sạt lở đất cục bộ. Sang ngày mai thì trời sẽ có khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ C, cảm giác hơi oi bức. Trên biển, các vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau Kiên Giang, ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cảnh báo mưa dông tiềm ẩn theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Và cuối bản tin là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.